Chào mừng toàn thể anh em đã đến với kênh bán ô tô của em Quân Ô Tô. Thì hôm nay em giới thiệu cho em một chiếc xe buồn cười lắm anh em ạ. Chiếc xe giá rất là rẻ, có hơn 100 triệu đồng một chút thôi thì anh em sở hữu ngay một chiếc xe đời 2011. Tên của nó nghe buồn cười lắm, tên của nó là Elon anh em ạ. Elon. Anh em đọc kỹ hộ em không, nó lộn. Elon anh em ạ. Đây là một chiếc xe Elon nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc anh em nhé. Số sàn, động cơ 1.6 sản xuất năm 2011. Xe thì cũng chất xe thì còn khá là ok, em vừa mua xong nó mộc á, nó mộc nhìn nó buồn cười lắm anh ạ, nhìn buồn cười lắm. Bác nào mà yêu quý chiếc xe này giá tiền rẻ lắm anh ơi, giá rất là rẻ, chỉ có 125 triệu đồng mà anh em còn bớt mỏi mồm luôn, mỏi mồm em lại bớt tiếp. Mà anh em mua chiếc xe này về đi gọi là tập lái hoặc là đi loanh quanh cái thời buổi kinh tế khó khăn này mà chạy một con này là cũng chất đấy anh em ạ. Động cơ 1.6 thì nó ăn nhiên liệu, nó ăn đâu đó khoảng khoảng 7 lít đấy, khoảng 7 lít đấy. Cái dòng xe tàu này cứ phải tầm 7 lít đấy nhỉ. Mình nói 6 lít thì nó hơi quá. Nếu bác nào mà chạy không quen chân, chân côn, chân phanh mà nó không đều đều á thì nó phải rơi vào 8 lít đến 8 lít rưỡi nha anh em nhá. Xe mộc ơi là mộc luôn, chưa làm một cái gì cả, vừa về đến đây xong. Cho nên là anh em nào mà muốn xem một chiếc xe nó mộc nó thật như nào thì đây là chiếc xe mà nó rất là ok để anh em xem. Còn bác nào mà thích xe mà nó mướt mượt rồi thì phải để mấy hôm nữa nhá. Em vừa mới về đây là quay luôn. Và bác nào mua thì là em bán giá rất là hợp lý, rất là hợp lý cho anh em. Xe Elon biển số của thành phố Hải Phòng 15A10518. Bọn em cả cái chợ nhà em cứ gọi là Elon. Hôm nay em vừa về 11 nhưng mà chất xe cũng ok lắm anh em. Chạy côn số được cái là ngọt. Xe tàu đấy, xe tàu nhưng mà được cái là keo chỉ lại zin ấy. Keo chỉ rất zin và nó mộc. Nó mộc thực sự luôn. Nó mộc từ cái vết sơn cho đến tất cả các thứ linh tinh ở trên xe đều mộc anh em nhìn này. Đó, em vừa mua xong. Có sao quay vậy anh em nhé. Có sao quay vậy, kể cả cái khoang máy của nó cũng rất là bẩn đây, cái chỗ này này. Họ còn bắn cả ốc vít này anh em. Bắn cả ốc vít này. Đấy, bác nào mà thích đẹp thì phải chờ em dọn xong. Còn bác nào mà thích xem mộc thì em vẫn như này. Và khi nào bác nào mua mà đặt cọc mua thì em vẫn cứ dọn cho các bác đàng hoàng, dọn đẹp. Đây này, sứt sát này anh em thấy không? Đấy, cái này ngày xưa nó đã sứt rồi và bây giờ nó lại sứt thêm phát nữa. Sứt thêm phát nữa để người ta bả rồi này. Nhưng mà cái lớp bả nó cũng dày thôi. À, nó cũng mỏng thôi. Sorry anh em, nó cũng mỏng mỏng thôi. Không có gì là dày dặn lắm đâu. Đấy, xước này anh em ạ. Đấy, xước nhằng xước nhè. Nhiều lắm. Nói chung là một chiếc xe mộc thì anh em mà nhìn thì nó hơi buồn cười một chút. Đấy, nhưng mà được cái là chất anh ạ. Keo chỉ các thứ em xem. Keo chỉ này. Đấy, zin đét luôn. Ui, bố này hay phết anh ạ. Có màn hình Android này. Đấy, có màn hình Android này. Có cam hành trình này. Có đề lổ start top anh nhá, cam nùi đề lổ start top thì đủ cả anh ạ. Hay phết đấy. Giờ em quay cho anh em luôn cái khoang máy nhá, tí nữa thì mình sẽ đi vào chi tiết keo chỉ cột kèo sau. Đây là anh em này, đấy. Khoang máy này vẫn còn ẩm dầu rồi. Cái này là cái mặt trên của cái dàn cò thôi anh em nhá. Mặt trên cái dàn cò cái này xử lý rất là đơn giản thôi. Đấy, em sẽ xử lý cho anh em. Đấy, bẩn lắm, bẩn nhem bẩn nhuốc luôn, trông nó mốc meo xì bua, trông buồn cười lắm. Bác nào mà đến xem xe mộc này khéo sợ, không chắc là dám mua, không chắc là dám mua. Nhưng nhà em bán 125 triệu đồng là đã bao gồm cả dọn cho anh em nhé, dọn dẹp sạch sẽ đấy chứ không phải là để nguyên này đâu. Còn bác nào mà thích mua về để nguyên này để đi thì úi dồi ôi, thì được cái giá cực kỳ yêu luôn. Động cơ 1.6 4 máy này. Đây, 1 2 3 4 máy anh em nhé, 4 máy này. Đấy, 4 mô bin này. Tất cả các thứ côn số được cái là chạy vẫn còn ngon. Chạy vẫn còn ngon lắm, ngọt. Côn số ngọt lắm, em đã lái một vòng 360 độ rồi. Đấy, xe mộc nhưng mà keo chỉ cabo là zin 100% nhé. Bên em cũng đã kiểm tra rất là kỹ. Cabo là zin. Cabo này cabo thật luôn. Nói chung là cái xe này anh em về lái nháp thôi. Lái nháp hoặc là anh em đi chán anh em bán thì nó cũng không lỗ bao tiền cả nhé. So với một chiếc xe đẹp thì mà anh em vừa mua xong thì nó không thấm vào đâu. Nó không thấm đâu cả. Lốp thì báo cáo luôn anh em là lốp thì lốp này thì còn khoảng 60% ấy ạ. Lốp còn khoảng 60%. Vành na răng đúc nhá. Lốp còn khoảng 60% nhưng mà vẫn chạy được khoảng 2 vạn nữa nhá. Vành na răng đúc. Nội thất ghế bọc da nhá. Nội thất ghế bọc da này. Đấy, vẫn còn mốc meo xi bua anh em thấy không? Vừa mua xong mà.
Làm gì đã kịp làm gì đâu. Trần lỉ thì cũng được thay bằng trần 3D à, trông cũng sạch sẽ phết. Được cái là tapi tap piếc cũng tươi nhá. Tapi tap piếc cái nhựa cũng tươi. Xe Trung Quốc thôi nhưng mà nhìn như xe tàu nhá, nhìn như xe tàu. Đấy, ui, nhìn trông buồn cười lắm anh ạ. Bác nào phải thực sự hiểu tí về xe tàu cơ. Đi thì nó hơi chòng chành một chút. Hơi chòng chành một chút và nó cũng hơi cót két một tí. Nó có cái tiếng kêu nghe nó cũng vui tai. Đấy, keo chỉ này, zin này. Được cái là chân côn, chân phanh các thứ là còn đẹp đều. Táp nô, táp ni là ok. Xe thì không khoan đục taxi. Xe không chạy taxi dịch vụ á. Cho nên là cái chất xe ok lắm anh ạ. Đây, nhãn hiệu của nó đây anh em nhé. Anglon. Anh em nhớ kỹ em nhé. Có cả cảm biến lùi. Đâu, đây là cảm biến áp suất lốp. Đấy, màn hình Android. Điều hòa thì vẫn sử dụng hệ thống điều hòa cơ. Điều hòa cơ chỉnh bằng cơm. Đấy, củ số thì nhìn cũng đẹp phết. Nhìn cũng ra gì phết. Hình như con này nó có cả loa súp ấy anh ạ. Có cả loa súp ấy. Ừ đúng rồi, có cả loa súp ấy. Dây dạ của loa súp anh em này. Đấy, loa súp, loa chét này. Có màn hình Android, có cam lùi, cam hành trình, có loa super bass. Anh em nhé, có loa super bass đủ cả. Không thiếu gì hết, được cái xe tàu nhưng mà đi rất là ngầu. Nhìn cũng không đến nỗi nào, không đến nỗi xấu lắm đâu anh ạ. Mỗi tội nó mộc mộc thì nhìn nó buồn cười thôi. Rồi, keo chỉ được cái lại zin anh ạ. Zin hết 100%. Đấy, cái này phải dọn dẹp sơn si đi xong là đánh bóng rồi là dọn khoang máy các thứ nữa thì nó mới đẹp được. Nội thất được cái cũng ổn đúng không nhá. Ổn, nhìn cũng sáng sủa sạch sẽ phết ấy. Đúng là lôn có khác. Đấy, cũng ổn đấy anh ạ. Xe được, sạch sẽ. Tất cả có con ốc này còn zin này. Zin này, xe không đâm đụng, không ngập nước gì cả đấy. Ghế ghiếc này nó còn mộc luôn này. Nó trông nó như này buồn cười lắm. Bác nào phải thực sự yêu xe mộc xe mạc cơ thì mới sướng được. Đấy, một chiếc Elon. Vâng, vậy giờ là vừa rồi em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em một cái chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi mang thương hiệu của đến từ Trung của Yamato, mang tên Elon. Với giá tiền bên em đang chào bán là 125 triệu đồng, còn bớt mỏi mồm khi anh em nhiệt tình alo cho em. Xe mang biển số thành phố Hải Phòng đăng kiểm thì còn đến tháng 11 năm 2023. Úi, ở dài lê thê anh em ạ, còn gần 1 năm nữa cơ. 1 năm nữa, gọi là 1 năm nữa. Vậy bác nào yêu quý chiếc xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Quân Ô Tô qua số 0364763858 để được em tư vấn cũng như là gửi hình ảnh cụ thể và chi tiết hơn. Giá trên đã bao gồm phí dọn xe đẹp mướt mượt mượt cho anh em rồi nhá. Sơn si, tỉa tót, đánh bóng cả xe cho anh em. Đấy, để anh em về là chỉ việc đi thôi, không cần phải lo nghĩ gì vấn đề sửa chữa đó. Kể cả cái phần thấm dầu ở cái gioăng mặt máy ấy, thì em cũng sẽ xử lý cho anh em rất là kỹ và rất là sạch luôn. Đấy, với một chiếc xe tầm tiền loanh quanh 125 triệu đồng mà vẫn còn bớt mỏi mồm nữa, đời 2011 cao chót vót, thì anh em có thể liên hệ cho em. Xe chạy còn bốc khỏe nhé anh em nhé. Cam kết không lỗi, không lỗi, không taxi dịch vụ gì cả. Đấy, cảm biến lùi rồi là cam lùi, cam hành trình, loa super bass đầy đủ cả, không thiếu một cái gì luôn. Đấy, lại còn có cả đề lổ start top, chìa khóa smart key á. Vâng, thì vừa rồi em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em cơ bản về cái chiếc xe Trung của Yamato Elon. Bác nào mà yêu quý chiếc xe này hãy liên hệ ngay cho em Quân Ô Tô qua số 0364763858 để được em tư vấn chi tiết và cụ thể hơn. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm ủng hộ kênh Mua Bán Ô Tô của em Quân trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc anh em cùng gia đình luôn tìm được cho mình những cái mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh Mua Bán Ô Tô của em Quân ngày càng được lan tỏa. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.